Xin chào các chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em ha Hiện tại thì em đã có mặt ở ngay Củ Chi và ngay sau nhà này ha Hôm nay thì anh chủ nhà này có về là 7 con bò sữa nữa nha anh chị F1 có F2 có nha Thì trong cái đàn bò này thì nó có 5 con bò đực và hai con bò cái nha anh chị Đó mấy con bò này thì nó tầm khoảng là 20 ngày tuổi cho đến là một tháng rưỡi tuổi nha Đó và mấy con bò sữa này nó đã biết ăn cỏ răng rôm rồi nha anh chị Đó đã hoàn thiện hết nha Mấy con bò này thì em đã kiểm tra từng con một nha anh chị Xá tích nghiêm chỉnh đầu trội chân móng hoàn thiện ha Móng sò Đó Và bảy con bò này á Thì anh chủ nhà bán đồng giá với nhau là 3 triệu rưỡi một con nha bảy con là 24 triệu 500 đồng nha anh chị F1 có F2 có nha thì phía nay 3 giờ thì em có một chuyến xe giao cái lô bò đực sữa ngày hôm qua em đang về thanh bình đồng tháp nha cô chú anh chị à, nếu như mà anh chị em mình đang ở khu vực miền tây như là bến tre đồng tháp á thì anh chị muốn mua cái lô bò đực sữa này thì em sẽ giao miễn phí cho anh cô chú anh chị ha em không có lấy thêm tiền xe nữa nha anh chị tại em bao ship cho anh chị ha tại vì ngày mai phía 3 giờ em có một cái chuyến xe lỡ chuyến xe đó à, nếu như mà cô bác anh chị mình muốn mua cái lô bò đực này thì có liên hệ cho em ha em bao ship nha cô chú anh chị đó và em xin nhắc lại lần nữa nha là để cho cho bác anh chị em mình gần xa mình tâm hơn ha bò này em bán ra thì em đã kiểm tra từng con một rồi chăn móng hoàn thiện xá tích là nghiêm chỉnh ha mấy con bò này được 20 đến một tháng rưỡi tuổi nha anh chị lớn nhỏ nha cái này em bán sang cả đồng giá với nhau là 3 triệu rưỡi một con đó 7 con là 24 triệu 500 đồng nha anh chị tất cả là hoàn thiện ha F1 có F2 có nha anh chị và cái lô bà đợt sữa này em chỉ bán duy nhất một lần nha Là 7 con với mức giá là 24 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị Những cô chú ở chị em mình đang ở Củ Chi, Tây Ninh và Bình Dương, Long An Một số khu vực như là Đức Hòa, Đức Hoài thì em cũng bao xe cho anh chị ha Trong phạm vi là 50 số nha cô chú anh chị Trong phạm vi là 50 số nha thì em sẽ bao xe về tận nhà cho cô chú anh chị ha đó thì em xin nhắc lại lần nữa nha là khuya nay 3 giờ thì em có một chuyến xe giao về Thanh Bình Đồng Tháp nha anh chị à, nếu như mà cô bác anh chị mình đang ở trong phạm vi là Bến Tre Đồng Tháp á thì em sẽ bao xe miễn phí ship cho anh chị ha bao xe về tận nhà cho cô bác anh chị luôn ha đó rồi nếu như mà cô bác anh chị mình có xem được cái chương trình của em anh chị muốn mua cái lô bò đực này mình đem về nó bò có béo và sinh sản á thì có liên hệ trực tiếp ngay xuống gọi mà em để cho mình ha đặt cọc trước em là 1 triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ cho riêng cho mình là cái lô bò đực này ha thì em sẽ giao đến tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha tại vì sao tại vì cái lô bò đực này á thì nó rất là hiếm nha anh chị tầm khoảng là một tháng đến cuối tháng thậm chí là hai tháng thì em mới về một lô ha và đăng bán cho anh chị ha tại vì có rất là nhiều anh chị đã gọi em đặt trước rất là nhiều ha nên là anh chị mình muốn mua mình có xem được video của em á thì cứ nhắc máy liền tay cứ gọi thẳng ngay cho em nha đó và thoa có đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái clip này tại đây nha anh chị. Anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bật ngay chuông thông báo của em để chúng ta là theo dõi đeo mới của em. Nha.